Ngay sau khi được lực lượng chức năng thông báo về đợt không khí lạnh gây mưa lớn ở vùng ven biển, tàu QB91414TS của anh Trương Tuấn Dương cùng gần 20 tàu cá của các ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển lân cận đã kịp thời đến cập bến và neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão Cồn Cỏ từ ngày 29 tháng 10 đến nay. Đây là khu vực thường xuyên có các tàu ngoài tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến tránh trú vào những đợt thời tiết mưa bão trên biển. Ngày vừa qua thì đánh gần đảo Cồn Cỏ thì nghe không khí lạnh thì vì trong việc đánh bắt thì khó khăn. Ngay rập ghe bọn em thì có tính tân thì giang dạo thì nó cao, sóng nó cao nó lớn thì bọn em đánh được thì bắt đầu con kèo có tủ núp rồi núp một hai ngày gì đó rồi ngày mùng một quá sáng thì bọn em ra khơi lại. Khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ có sức chứa khoảng 200 tàu cá với tổng diện tích 2 hecta mặt nước âu cảng, hệ thống đê chính dài 150m, đê phụ dài 148m, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và cả hạng mục khu dịch vụ hậu cần nghề cá. Tại đây, mỗi đợt mưa bão đến, cả cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cồn Cỏ đã ra âu tàu hỗ trợ bà con ngư dân cả tỉnh kết neo đầu tàu thuyền an toàn. Trong cái thời gian vừa qua thì sau khi có tin là áp thấp nhiệt đới hoạt động đến vùng biển thì đồn biên phòng Cồn Cỏ đã tổ chức tuyên truyền kêu gọi ngư dân đánh bắt tại vùng biển thuộc đơn vị quản lý vào trú tránh áp thấp nhiệt đới là tại âu đảo để đảm bảo an toàn. Là bên cạnh đó thì đồn biên phòng Cồn Cỏ còn tổ chức phối hợp với các lực lượng ở trên biển như là cảnh sát biển là để là tổ chức kêu gọi các tàu thuyền của ngư dân là đang ở xa để là biết tin là và trú tránh là đảm bảo an toàn cho tài sản người và của là ngư dân. Bước vào đợt mưa bão năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã giao cho ban quản lý cảng cá, nay là trung tâm dịch vụ và du lịch, thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh đối với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu.